M31. Anh xin lỗi, M33. Thank you.
Yeah.
Lời đầu tiên thì cái cảm giác đứng trên lớp nó không có luôn bằng đứng trước kệ tất cả các phụ huynh cũng như các bạn học sinh thân mến cũng như tất cả khách mời có mặt ngày hôm nay. Đây là một cái show mà trong năm nay Lê Thảo làm tại trường City Hàng này. Cũng giống như là đầu năm thì đánh dấu một cái gì đó thật là hoành tráng và mới mẻ. Đồng thời không có đó thì có cái sự hỗ trợ rất là nhiều của các bạn học viên đến từ khắp nơi trên đất nước, nhưng mà hội tụ lại trong một cái tập thể nhỏ gọn, đó là M33. Với cái tinh thần đoàn kết ngay từ đầu các bạn đến với lớp, thì cái đó là cái niềm động viên và cũng như là một cái niềm vui to lớn để thúc đẩy bản thân của em cố gắng hơn nhiều. Cũng như trong những cái ngày mà các bạn thấy diễn ra tất cả chính tác phẩm ở đây thì các bạn đã trải qua rất là nhiều những giọt nước mắt, những nụ cười, nhưng mà nước mắt thì nhiều hơn nụ cười, tại vì mỗi ngày các bạn đều bị Thảo la rất là nhiều. Thậm chí có bạn buồn lòng, có bạn thì cảm thấy không hài lòng ở cô, tại sao cô khó khen quá vậy, tại sao cô giúp đỡ bạn này mà cô không giúp đỡ bạn kia. Tại vì cơ bản là cô hiểu được là các bạn đang làm gì, và các bạn thật muốn mọi người như thế nào, mọi người có năng lực như thế nào. Thì cô cảm ơn tất cả mọi người đã hôm nay đã cho cô một cái show mà cô cảm thấy hài lòng. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin mời cô lên đây.
bên cạnh đó thì các bạn thấy một người MC vô cùng duyên dáng, đó là cô Hương. Ngoài ra thì có hai giáo viên vô cùng đẹp trai và năng động mà các bạn học viên nữ rất là ngưỡng mộ, đó là thầy Tùng và thầy Phước. Hiện tại thì thầy Phước đang quay clip nên thầy Phước có thể lên đây cùng mọi người được hay không ạ? Mời thầy Tùng nữa. Lời cuối cùng thì Thảo thay mặt cho lớp M33 cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Bây giờ thì mình có thể mở đèn lên để chụp hình.